xuống, thẳng đứng. Bác lấy cái cần câu ra. Ừ trời ơi, ghê nha. Chết ngắt luôn anh em. Đây. Giờ này anh nào 8 giờ rồi. Đây hôm nay đi với bác Cường này. Bác Cường thì cũng lâu lắm rồi mới lại đi với mình đấy. Hai anh em đi buổi sáng trời nó quá là lạnh. Hành trình cùng mình vẫn là cây hắc báo V5. Chạc mình thường xài nó là chạc 7 đấy, rất nhiều anh em cũng đã biết rồi. Thun hôm nay mình xài ấy, nó là loại mới. Tên gọi của nó là báo đen. Cái thun này nó là 0.5. Khổ của mình hiện tại đang xài là 11, 18, 250 kéo full bắn với V8. Hôm nay là mình xài thử cái da kẹp bi này. Và với cái da này ấy, nó là da dành cho bi 7 và bi 7.5. Thông số của nó đây đây anh em. Nó khá là mềm so với cái da vàng mình thường xài này. Tuy nhiên ấy, cái da này nó chỉ xài được bi 7 và 7.5. Nhưng mà hôm qua mình kẹp thử bi 8 rồi thì nó cũng là ok. Nó khá là vừa vặn tay luôn. Với cái da này nó có cái ưu điểm ấy, nó kẹp bi cho anh em, nó gọn. Da màu nâu này ấy, thì khi anh em kẹp bi anh em còn phải xoe xoe nó vào giữa. Đấy, phải chỉnh cái viên bi vào giữa. Nhưng cái da này ấy, nó gần như là da GZK. Nhưng mà cái độ mềm nó mềm lắm. Mềm, cầm khá là êm. Rồi bây giờ let go thôi anh em. Mày con đầu tiên đấy hên đấy anh em. Bắn tiếng nó nhẹ thật. Ờ thì nó nhớ, gì nhỉ, nó rút thun nhanh nhé. Đây còn một tiền ngay đầu chắc. Ui giời, ngay cỏ. Tiếp tục nha anh em. Đi qua cái cây kia. Đọc ngay cây này. Cỏ ba là ba lắm. Ba luôn. Ba luôn. Rồi đi đi. Xuống. Một con cu cường anh em ơi. Quá đã. Chết ngay rồi. Anh em thấy cái lực thun bắn ra nó nhẹ không? Đạn nó đi cực kỳ là nhanh và nó mạnh lắm. Đây. Chết ngay rồi này. Sợ không? Này, ngay nách này. Xuyên qua bên này. Bự chà bá luôn. Trời. Như con bồ câu luôn. Thịt nó núng núc luôn này. Wow. Tuyệt vời. Nâu lắm rồi mới lại đi cái khu vực này đấy anh em ạ. Này. Bự năm. Rồi, tiếp tục nhé. Đứng. Không đứt. Ôi. Nó lại nằm xuống dưới mới đầu chứ. Không móc được, phải đi xuống đây. Được không? Để em ấy, em lấy đi cho nó nhanh. Ngay cỏ. Chết nhé. Hả? Đây nè. Tiếp tục nhé. Lấy cái cần câu ra đi. Bác lấy cái cần câu ra đi. Còn nữa anh em, nổ nghe đã cài nhờ. Đâu rồi, nó đâu rồi? Đưa cần đây. Đưa đây cho em.
rút ít thôi, không cần rút nhiều đâu. Thôi thôi thôi, thế, thế là đủ rồi. Có chứ, nó dưới này, nó rơi xuống dưới này. Con này giữa người, nó to đùng. Ê, ở đây nó có núng hay không ấy? Ở đây nó núng hay không ấy? Ê, may bằng mình người nhẹ nhẹ đây, không núng chắc. Kia rồi, nó kia rồi. Thôi đứng đây khèo đi. Đây em nữa. Xiên nách. Nghe nổ đã thật đấy bác ơi. Đó. Tiếp tục nha nha. Hai anh em đang tranh thủ ăn buổi sáng. Bởi vì là sáng nay mình tính đi cái hướng kia xa xa, nhưng mà nó lạnh, trời lạnh năm một này. Thứ hai là mình đi nó muộn quá, cho nên là nay chỉ có quanh quanh bắn chỗ gần thôi. Ồ, cái bánh ấy như bánh trưng ấy nhỉ? Ngon lắm. À, ăn đi bác, ăn đi. Em ăn cái bánh này. Làm cái bánh đã xong rồi đi tiếp nha anh em. Đây là kêu là bánh dừa. Cái này là bánh, là kêu là bánh dừa, bánh tre. Rồi mời anh em ăn bánh nha. Đói quá anh em ơi. Hai ba con kìa. Đó đó, ở dưới cái cành to ở dưới ấy. Rồi, rồi, thấy rồi. Thấy chưa? Nượm lấy một con đi. Cù nướng hơi bị đã luôn đấy. Nượm hàng. Ôi, còn con nữa kìa. Đó. Lấy cái cần câu đây cho em. Thế tình bác Cường này. Sáng giờ nhường cho mấy pha đấy anh em ạ. Bắn ca nghe ca kém cơ bác Đào. Trước kia là đi trước bác Đào nhé anh em nhé. À, đi với mình trước nhé. Mà bây giờ bắn đây đuổi cái bụng to quá rồi đây này anh em ơi. Bụng to quá rồi, không bắn được rồi. Nó đâu mất tiêu vậy? Ủa, nó nằm đúng cái chỗ khó chứ. Kéo lại về. Neo ra thì mệt. Nó nhiều cái cây ấy, nượm nó khó anh em ạ. Vẫn hên này, còn hôm nay còn mang được cái cần này. Đây còn nữa nha. Ngay cỏ. Sống sao nổi. Tiếp tục nha anh em. Con này có phê 60-70 mét. Ấy. Ôi trời ơi, ghê nha. Ôi ôi. Ôi trời ơi, bác Cường bắn con ấy sợ chứ. Ở đây nhá, ở đây đây nhìn nhá. Ở đây nhìn em đi sang bên đường nhỏ nhỏ em nhảy sang. Nhìn chỗ nó nhá. Còn đây thì ngay đầu. Ghê nhờ, bác Cường bắn con. Dã man thật. Nãy ra kẹo với bác Cường là ai bắn thì cái người không bắn là phải vào nượm anh em ạ. Thế mới khó chứ. Ghê thật. Ui, con này nó bay xa, 60-70 mét luôn đấy anh em ạ. Sáng bắn một vài con cu không ok mà bắn con này ghê thật. Ui, tìm mãi một hồi thấy nó méo ở đây. Ngay đầu. Ô, thế mà mình cứ đi lên kia tìm con này bự chứ bác Cường. Đúng siêu phẩm bác Cường luôn, ghê không? Mình đang định bắn luôn đấy. Ghê thiệt chứ. Ui dồi, nó bự. Wow, ngay chỗ mỏm xiên đầu luôn, siêu phẩm nha. Rồi tiếp tục nha anh em. Chết ngấm còn còi. Còi anh em ơi, mày chạy đi đâu? Còn một con nữa nó bay vào kìa. Chết rồi, giữa người rồi. Mấy cần câu đây, mấy cần câu đây. Nó phải trong rồi, đưa cần câu đây, cần câu.
Bác Cường vừa có siêu phẩm, mình cũng vậy, có siêu phẩm anh em ạ. Thun báo đen này mà đi trên xe ấy, bắn gió thoải mái, nó không bị đàn dày, bắn đã lắm anh em ạ. Nó còn ở dưới này nữa chứ. Khó nượm phết. Chết nhắc luôn anh em. Đây. Quá đã. Viên đầu tiên thì mình bắn xiên người rồi. À. Đang nhìn thấy đây này. Đây anh em nhìn thấy không? Viết ui B8 nó phá còn hơn cả BCB luôn. Sợ thật, cái lực thu này, cái đạn nó đi nhanh dã man nhỉ. Yeah. Đạn đi nhanh thật. Rồi tiếp tục nhé. Rồi ok anh em, giờ nó khoảng là 1 giờ mấy, 2 giờ rồi. Thì mấy anh em mình đã về đến nhà được 5 con chim cu này, hai con cườm này nó bự lắm. Bự chà bá luôn này. Đó, và hai con quèn quèn, một con cò. Trên đường về mình cũng có mua một ít rau với lại cái bi chuối rồi. Mình sẽ làm cái món cháo ngày hôm nay nhé. Món cháo chim ngày hôm nay thì nó là cực kỳ là đã rồi. Có hai con cu cườm này ăn cháo thì thôi rồi đấy, tất cả anh em ạ. Ok, đây là cái nồi cháo mới anh em mình đã làm xong rồi này. Bác Đào là cái số hưởng. Hai anh em mình đi quốc cả buổi sáng luôn, là xuống phát đã có hàng ăn luôn. Thấy chưa? Số sướng nó khác. Đâu để gọi mãi giờ mấy cái số đây. Mời anh em nha. Ăn nào bác ăn đi nha. Xem em cho vừa chưa? Nó ngọt đầu luôn đấy. Đã nha. Yeah. Ok. Không còn vừa bằng nữa anh em. Quá đã ăn luôn chứ. Đây mời tất cả anh em nhé. Nước nó ngọt lắm anh em ạ. À. Có gia vị chứ. Ngon thật nè. À quá đã. Cái nó vỏ ngoài đó. Như cái này mà luộc lên ăn ngon lắm nha. Trời bời. Ăn cái ớt.